Xin chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đến với kênh Nha Đam và Cây Trồng. Thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ một cái kinh nghiệm là xử lý những cái trường hợp mà những cây nha đam mình nó có hiện tượng bị thối. Tức là đầu tiên nó bị hiện tượng úng lá trước. Rồi sau đó mình phát hiện sớm thì mình sẽ xử lý được, tức là mình cứu được cây đó. Rồi mình xử lý như thế nào? Do đó mọi người theo dõi video này ha. Trước tiên mình chia sẻ cái vườn nha đam của mình và mình cũng phân tích với mọi người luôn. Cái video này mình đã từng nói cái chỗ này rồi, là cái vườn nha đam mà mình trồng bên phía bên mát nè, tức là nó không phải là mát lắm, nhưng buổi sáng nắng, nhưng mà buổi chiều bắt đầu khoảng 3 giờ thì bắt đầu có bóng râm lại, thì mình thấy là cái nha đam mình nó phát mạnh hơn. Hay mọi người nhìn thấy cái vườn nha đam này nhìn là mê liền, nó rất là thẳng, bẻ bắt đầu nó to, rất là to. Nhưng mà cây thì mình thấy là cái vàng lá nó no lắm đó, màu xanh nó cũng rất là đẹp, nó xanh nó hơi đậm hơn đó, rất là đẹp. Tại bên đây là mình, thứ nhất là mình có cái vàng lưới lan, có một phần lưới lan đó. Thứ hai là buổi chiều thì nó bắt đầu nó có bóng mát, do đó thì mình thấy là ít nắng thì nó tốt. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý luôn là không phải là không có, mình trồng trong mát thì nó tốt hơn ha, mà phải có nắng. Đây cái vàng nha đam bên đây, để chia sẻ với mọi người, vàng trong đam mà mình trồng là cái ánh nắng nó rất là ít, hầu như là không có nắng, thì mình thấy nè, rất là kỳ. Đây đó, mình thấy vàng nha đam này là trong, hầu như là trong mát, thì mình thấy cái vàng bẹ của nó nè, thứ nhất là nó không thẳng đẹp, thứ hai là cái màu của nó không đẹp, giống như nó xịu tới xịu lui. Mình thấy là cái độ nghiêng đó, mình để cái cây nha đam này nó nghiêng là nó hướng về phía nắng đấy đó. Mình thấy nó không bằng. Nhưng mà những cái cây nha đam mà nó nằm ở ngoài nắng trực tiếp đó, thì nó không tốt bằng ha. Do đó thì mình trồng nha đam thì mình cũng chú ý là có thể mình trồng là trồng ngoài ánh nắng, nhưng mà có thể nếu nó nắng quá thì mình nên dùng lưới mình che lại bớt, nhưng mà đừng trồng trong mát, đừng trồng trong bóng cây, nó không tốt đâu, không im đâu. Rồi thì qua mấy bữa mưa đó là cái dạng đất của mình nó bị hiện tượng nó vi khuẩn nấm quá nhiều, dẫn đến nó có hiện tượng là nó thối nhiều cây. Này ở chỗ này là mình thối hết một cây nha đam thái, bên kia cây nha đam thái lớn mình cũng thối luôn. Mình quay cái hiện tượng cây nha đam thối cho mọi người xem đó. Mình thấy này, mình bỏ xuống đây nè, mình thấy cây to to không à, bỏ rất là nhiều. Và nếu bạn nào mà trồng ít mà nó thối những cây này thì mình thấy là rất là ổn. Thì mấy bữa mưa nay thì mình thối khoảng 4 cây. Đây là cây nha đam thái mà mình, cây nha đam thái to của mình mà nó bị thối nè, lý do là nấm nó rất là nhiều. Việc đầu tiên là mình sát khuẩn đất bằng cách là mình giải vôi. Và mình đã làm một cái video chia sẻ về cái thuốc để mình trị cái bệnh nấm này để tránh cái hiện tượng thối. Do đó mọi người có thể xem video đó ha, video trước mình đó. Đây mình thấy vàng nha đam thái của mình, sau khi mình phun thuốc thì mình thấy nó đỡ lại rất là nhiều. Thì phun thuốc khoảng 15 ngày thì mình sẽ làm video chia sẻ với mọi người. Cái thuốc này là thứ nhất là trị nấm, thứ hai là trị cái bệnh đốm lá của cây nha đam thái luôn, coi nó có hiệu quả hay không. Mình làm video chia sẻ với mọi người ha. Đó. Đây chỗ này là mình thối, mới thối hai cây đó. Nhưng mà hai cây chỗ này á, là mình phát hiện sớm, mình xử lý được, nó lây lan qua những cây bên đây luôn mọi người. Nhưng mà những cây bên đây thì nó nhẹ nên mình đã xử lý. Thì những cây này lý do là cái lượng đất mình trộn cái cho chấu quá nhiều, chấu với cho chấu nên mưa nó xuống nó nhiều nấm bệnh ha, nó thối. Đây cách mình xử lý hai cây nha đam thối nè, chia sẻ mọi người. Hai cây này là hai năm trưởng thành nhưng bây giờ nó bị thối đó. Đầu tiên là nó úng những cái lá dưới, nếu mà nó không phát hiện thì nó ăn giữa thân đó. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý nó cách là mình, thứ nhất là mình cắt những cái bẹ phía trên đi, những bẹ thối, cắt lên trên vài bẹ luôn đó. Mình để cho cái gốc nó, thứ nhất là tốt nhất mọi người nên phơi nắng đó, để cho nó khô cái gốc lại đó. Rồi sau đó mình xử lý vôi, mình lấy vôi mình sát khuẩn lên cho nó chết những vi khuẩn đi. Đó, mình tha vôi cho nó chết những vi khuẩn này đi. Rồi mình để cho nó, cái cây mình nó có thể nó héo vài bữa đi, rồi cái chỗ vết thương này nè nó phải khô lại. Mình hãy trồng, chứ mọi người đừng có gấp trồng ha, khi nó còn ướt, nó còn vi khuẩn mà mình trồng xuống là nó thối nữa. Còn cái dàn rễ này thì mình cắt bỏ, mình sẽ cắt bỏ. Nếu mà mình cái dàn rễ này mà còn non á, thì mọi người
mình trồng liền thì cái rễ nó sống, nhưng mà lý do là nếu cái chỗ vết thương của nó mà nó chưa khô, nó chưa có chết vi khuẩn mà mình trồng xuống lại thì nó lại tiếp tục thối nữa thì nó hư luôn cây. Mà nếu nó úng mà nó đi lên cái chỗ này là xem như hết cứu đó. Còn cái rễ bây giờ nó đã chết rồi thì thôi mình cắt bỏ đi, tự nhiên nó sẽ ra rễ mới đó. Và tốt nhất thì cây này mọi người nên mình có thể trồng, và có thể là trồng trong chậu sau đó mình đem vào trong mát, tại vì cái cây mình nó hết rễ rồi thì nó sẽ mất khả năng hút dinh dưỡng, do đó thì gặp nắng thì nó rất là mất sức đó. Rồi đây, cây này mình cũng cắt bỏ những cái rễ đi vì bản chất nó chết rồi. Rồi sau đó mình trồng xuống thì tự nhiên nó sẽ ra cái rễ mới. Thì mọi người cũng lưu ý là nếu cái phần dưới của mình mà nếu mình giữ lại được thì mình nên giữ lại ha, chứ đừng có cắt bỏ luôn ha. Nếu mình cắt lên đây dẫn đến nó còn phần non, nó phần non thì khả năng ra rễ nó rất là thấp, tức là mình trồng xuống rễ dễ thối lắm, phải còn chứa phần già nè đó. Thì mình trồng nó sẽ tỷ lệ sống cao hơn. Còn nếu mà phần dưới này của mình mà nó bị thối luôn rồi thì mọi người bắt buộc mình phải bỏ nó luôn, rồi mình trồng lại thì cái việc mà nó sống hay không là còn hên xui nữa. Nhưng mà cái đối với cây này theo mình đánh giá thì khi mình trồng lại thì chắc chắn nó sống. Nhưng mà quan trọng là mình phải để sao cho cái vết thương, cái nấm của mình nó sẽ thiệt hết, tức là nó chết hết rồi thì mình hãy trồng đó. Đây mình tha vô cho nó chết. Tốt nhất là mọi người nên phơi nắng đó. Có thể phơi nắng cho nó héo cái cây luôn cũng được đó. Rồi trồng thì mình để trong mát đó, mình trồng xuống thì những cái rễ này nó sẽ ra cái rễ mới, cứ yên tâm đó. Nó không bị thối nữa là nó sẽ ra rễ mới, sống hết à. Hên là mình phát hiện kịp thời, do đó mình xử lý liền được. Còn nếu bạn nào mà để mà nó lên cái tới cái cổ họng này thì bó tay ha. Thì mình cũng đã làm cái video chia sẻ về cái thuốc trị á. Thì cái thuốc nếu mình trồng nhiều thì tốt nhất là phải có cái thuốc ngăn ngừa. Chứ mình để cho nó phát bệnh rồi mình mới xử lý thì nó quá muộn à. Còn bạn nào trồng ít thì mình kỹ một tí, mình đừng để cho cái lượng phân ở dưới nó lên cái lá. Đừng ngập lá thì khả năng nó thối rất là thấp. Đó. Những cây mà nằm ở trên cao đó, mình lúc trước cũng làm một video chia sẻ với mọi người rồi. Ví dụ cây này, những cây như thế này thì không bao giờ nó có hiện tượng thối đâu. Mọi người cứ yên tâm, tại vì cái khoảng cách, cái đất ở dưới nó dưới trên lại với lá. Đó. Nó không có bị hiện tượng là ẩm thấp, không bị thối lá. Cái lá này đầu tiên nó úng trước, rồi nó mới lay lên trên. Đó là do vi khuẩn ha. Rồi đó là chia sẻ với mọi người cái video về cái cách mình xử lý hai cây nha đam mà mình bị thúi rồi mình cứu lại được thì mình xử lý làm sao, để không thôi mình không hay thì mình bỏ luôn cái cây nha đam thì uổng lắm. Rồi cảm ơn mọi người ha. Nếu mọi người mà có cái gì thắc mắc thì mình có thể trao đổi bên dưới, hoặc là mình muốn mua cây giống thì mình liên hệ qua số Zalo của mình. Rồi chào tạm biệt, cảm ơn mọi người.